Chào bạn, hôm nay ngày 17 tháng 5 năm 2024, có một anh khách kia mua của em Java Solio 6. Anh thắc mắc là tại sao của em lại là tay thắng dầu 105R7120 mà của người ta lại là L Chu. Thì anh nói anh muốn L Chu chứ anh thích 105R7120. Thì để tạo điều kiện tốt cho ảnh thì em sẽ lấy cái con Java Solio 6 về và đổi thành L Chu cho anh nha. Em tặng anh thêm cái L Chu nữa. Dạ, của em là 105R7120, hàng của Nhật và giá nó mắc gấp 3 gấp 4 lần L Chu nha các anh chị nha. Tay Deluxe Shimano 105R7120, hàng sản xuất tại Nhật, made in Japan chứ không phải hàng L Chu nha anh chị nha. Anh tự nhiên anh đang xài đồ Nhật, anh thích gắn L Chu Trung Quốc vô để làm cái gì? Người ta đang xài đồ Nhật mà anh ơi. Tay lắc của em là 105R7120, hàng sản xuất tại Nhật nha anh nha. Bộ rúp em là 105R7120, hàng sản xuất tại Nhật. Và heo dầu Shimano 105 đây, cũng hàng sản xuất tại Nhật, made in Japan. Và đây là bản Java Fuco 6 top, Silo Java Silio 6 top. Bản đã được cải tiến nâng cấp lên nhiều đời nha các bạn nha anh nha. Đây là phiên bản nâng cấp lên, họ nâng cấp lên 105. Và đây là hàng nguyên đai, nguyên kiện, nguyên thùng, vỏ Michelin Dynamic Sport, khung nhôm và phù carbon, ghi đông là ghi đông đi cáp nè. Tay lắc là Shimano 105R7120, hàng sản xuất tại Nhật. Giá bán là có giá là 19 triệu à. 19 triệu, mã loại là 5.6, số loại là Java Silio, Silio 6 top, nằm ở đây nha các bạn nha. Java Silio 6 top, cùi đề đĩa Shimano 105 nè. Hàng sản xuất tại Nhật luôn chứ không phải L Chu anh nha. Cùi em là cùi 105. Giờ là giò cốt lỏng đi cáp nè. Đây là phiên bản cao cấp của dòng Silio 6 à. Cùi đề clip là Shimano 105 đây. Và clip thả 12 tầng, sên 12, 2 đĩa 12 clip. Đó, hàng bộ rúp của em là 4 món 105 chứ không phải là mấy món đồ China nha anh nha. Đây là đồ Shimano 105, hàng của Nhật à. Tự nhiên anh đang xài 4 món đồ Nhật, anh thích gắn 4 món đồ Trung Quốc vô để làm gì, hàng Nhật nó giá trị hơn. Và đây là bộ rúp huyền thoại nha anh nha, không có bộ rúp nào sánh bằng đâu à. Bánh bạc đạn, cối nổ, màu thì sắc em đang có màu trắng, màu đồng, màu đen, đủ các màu theo catalog. Màu sắc và giá em bán 19 triệu bao ship, tặng cho anh chị gọng bình nước, đèn trước, đèn sau. Tên xe, thương hiệu xe Java Solio 6 nha anh nha. Đây là tay lắc 105R7120, heo dầu Shimano 105R7170, cùi đề đĩa Shimano 105, cùi đề clip Shimano 105R7120. Đây là rúp 105R7120, 4 món. Bộ rúp này giúp cho con xe hoạt động êm ái và mượt mà hơn. Rúp Shimano 105R7120 là bộ rúp huyền thoại rồi các anh nha. Nó mang tên của Shimano Japan, hàng của Nhật và sản xuất tại Nhật. Đây là sản phẩm chính hãng của Shimano và con xe là xe Java Silio 6 Top Pro, một trong những phiên bản cải tiến cuối cùng. Thì giờ sau này chắc sẽ ra tên mới luôn á. Đây là bản cuối cùng 2024 được trang bị rúp 105 chứ không phải là rúp Trung Quốc nha anh nha. Đây là rúp 105 bên em bán, đó giờ có sao đọc vậy, không bao giờ thay thế cái gì hết nha anh chị nha. Giá là 19 triệu bao ship, khung nhôm phụ carbon, ghi đông bô tăng cốt yên nhôm, heo dầu Shimano 105R7170. Bên em thì không có ngọt ngào được như người ta, nhưng mà bên em bán hàng sản phẩm đâu đó rõ ràng, không bao giờ thay thế hoặc đổi ba cái sản phẩm này đâu à. Hàng là hàng chuẩn, chục bút, mặt đĩa 6 ốc. Giờ bánh là bánh đi cáp nè, Cativa, khung nhôm phụ carbon, ghi đông bô tăng cốt yên nhôm, màu là màu đồng. Con này trong video là đồng nha các bạn nha. Màu hơi hơi ngã đồng. Cùi đề đĩa 105, cùi đề clip 105.
đồ của Nhật nha các anh chị nha. Đồ Nhật thì hoạt động êm ái mượt lắm, độ bền tuổi thọ cũng rất là cao, không thể nào lấy đồ Trung Quốc mà đi so sánh với lại đồ sản xuất tại Nhật hết nha các anh chị nha. Hàng sản xuất tại Nhật made in Japan, nó rất là đẹp, giờ dĩa đi cáp nhanh nha. Tự nhiên mua con 105 mà đòi gắn cái con lờ chu vô để làm gì em cũng không hiểu nữa nha anh chị nha. Đó, hay là anh nào ở dưới Đồng Tháp mà gần á, thích có bộ rúp lờ chu qua đổi ảnh 105 kìa, rồi gửi về tới Đồng Tháp rồi còn đòi đổi qua lờ chu bằng giá nữa. Rồi người ta 105 đồ của Nhật, hết chuyện đi đổi đồ Trung Quốc để làm gì anh ơi. Xài đồ Nhật nha anh nha, đồ Nhật là nổi tiếng rồi. Đó, hàng Nhật mà, hàng của Nhật thì không có một vai vế nào có thể sánh bằng nha các bạn nha. Đó, heo dầu chục bút hết, bánh cối nổ. Giá con này là đang bán với giá 19 triệu, bao xếp tặng gọng bình nước, đèn trước, đèn sau. Tên xe, thương hiệu xe Java Sulio 6. Địa chỉ mua hàng 184/8 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Độ chớm của bánh rất là ok, con này đã cải thiện bánh đùm ở đợt trước luôn nên độ chớm rất là chuẩn và rất là ngọt các anh chị ơi. Giá chỉ có 19 triệu. Các anh chị mua xe vui lòng tới địa chỉ 184/8 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng 0937009995, 0984649676. Tên xe, thương hiệu xe Java Sulio 6. Java Sulio 6. Siluro 6. Cái con này mình cứ hay đọc ngộ. Java Siluro 6 à. Giá 19 triệu, bao xếp tặng gọng bình nước, đèn trước, đèn sau. Địa chỉ mua hàng 184/8 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Java Siluro 6. Giá xe đang được bán với giá 19 triệu. Khung nhôm, phụ carbon, ghi đông, bô tăng, cốt yên nhôm, bánh trước, bánh sau, bánh nhôm, tay đề lắc Shimano 105R7120, cùi đề đĩa Shimano 105, cùi đề lip Shimano 105R7120, heo dầu Shimano 105R7170. Đây là heo thắng đĩa dầu chứ không phải heo cơ dầu. Và giá nó là 19 triệu, bao ship, hàng sản xuất. Bộ rúp là hàng sản xuất tại Nhật, made in Japan nha anh chị nha. Đây là hàng sản xuất tại Nhật, made in Japan. Còn Java Sulio 6 là hàng thương hiệu của Ý nha các anh chị nha. Địa chỉ mua hàng 184/8 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng 0937009995. Có tem UKI cho các bạn luôn nè. Nhìn con xe rất là đẹp và rất là sáng giá các anh chị. Java Sulio 6, giá xe đang được bán với giá 19 triệu thôi.